Theo dự tính của mình thì trong vòng 3 tuần nữa kênh mình sẽ đạt được 5 tỷ view. Hôm nay là ngày 16 tây tháng 6. Đây, xé lịch một cái đi. À, 3 tuần nữa là coi như đầu tháng 7. Ây cha. Tình hình dịch bệnh gần đây bùng phát trở lại rồi. Vì vậy mình mới là quay vlog song song với các video điện ảnh. Để mà sắp tới có bị giãn cách xã hội lần thứ 2 thì mình vẫn có các clip để mà up lên cho các bạn xem. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện một cái nội dung rất là sáng tạo trong video này. Nhưng mà có điều quay phim một mình khá là buồn. Cho nên mình sẽ rủ anh Bạch Tổ Bếp và Chí Sư Đệ lên quay phim chung cho nó vui. 5 minutes later. Để tao coi, hôm nay anh Vinh nó bày cái trò gì nữa đây. Ê! Music. Lòng băng, lòng lầu. Thật là đẹp trai phong độ đó ha. Nhưng mà có điều phối đồ hơi bị lỗi nha. Ê, ê, ê. Ông mua mũ, mua áo, mua giày, sao mua thêm cái quần hả đại ca? Chính vì mặc thiếu cái quần cho nên mới lấy được tiếng cười của các bạn đó ha. Mày nói đúng. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Chỉ vì một tiếng cười của khán giả mà ông đầu tư dữ vậy đó ha. Gì ông thay đồ lẹ dưới cho nội. Chuyện đó không có quan trọng. Quan trọng là hai anh em cùng tôi thực hiện một cái vlog nghệ thuật đỉnh cao. Vẽ trên áo. Hả? Yeah. Sao? Nhắm làm được không? Không được thì đi ra ngoài chơi. Không. Mày khi dễ tao hả Bạch Đầu Bếp? Qua đây tạo dáng, tao vẽ cho mày coi. Trời ơi, quá đỉnh chí ơi. Rất hay chí ơi. Chà, coi phong cách của anh ta vẽ đỉnh cao kia kìa. Ấy dạ, còn mày nữa. Nhóc dáng mày không tạo. Tạo kiểu này chi mỏi miệng không cha? Hả? Xong chưa cháy? Xong rồi. À, hả? Tôi đi. Đúng là cao nhân bất lộ tướng. Thầy cha. Ba anh em mình đã chuẩn bị sẵn ba cái bàn để thực hiện cái thử thách vẽ tranh trên áo rồi đây nha. Bước 1 là lựa chọn áo đi. Lựa chọn cái size phù hợp với body mình đi. À, áo đó nhỏ đó anh Chí lấy đi. Ừ, áo okay. Này nhỏ vừa với anh Chí nè. Ừ, tao lấy cái này. Rồi, còn mình thì lấy cái áo size bự đi. Đây, áo này đi các bạn ơi. Size là XL nè. Đó. Chọn cái bàn bự cho nó dễ vẽ nha. Ok. Ê, tôi nhỏ con nhất, phải cho tôi ngồi vẽ cái bàn bự nhất mới được. Rồi, mày nhường cho nó đi. Thôi nhường á. Nhưng mà thằng trẻ trâu. Hả? Hôm nay là cái clip vẽ áo đúng không? Đúng rồi. Ê, chờ tôi chút. Ủa? Nó đi đâu vậy mày? Mày không biết sao tao biết? Mà mày có chuẩn bị viết chưa sao vẽ? Chuẩn bị rồi đại ca ơi. Mới kêu hàng vậy tới chứ. Đây nè. Mấy cái viết để mà chuyên vẽ áo nè mày. Khoan. Cái viết này vẽ lên áo rồi mày nhắm giặt rồi có bay màu gì không? Dĩ nhiên là không rồi. Chiếc chuyên dụng shop marker chuyên dùng để vẽ trên áo mà. Khoan. Mày có giặt gách áo luôn đi chăng nữa thì màu nó cũng không có bay ra đâu. Mà cái này mày mua ở đâu? Trên shop tonythoi.vn của tao bán đây nè. Rồi chia ra đi. Rồi, mỗi bàn sẽ là một ly nha. Đồ nghề tôi đã chuẩn bị xong rồi đây. What the hell? Cái cây này để làm gì? Để sơn áo chứ làm gì? Cái cây này dùng để sơn tường đó đại ca. Vẽ áo mà sử dụng mấy cây lưu lô. Trời ơi. Phải sử dụng cái loại bút shop marker này để vẽ đây nè. Bận cùng quá. Có thể sử dụng màu acrylic. Được chưa? Ai, giờ nhìn lại, mình thật là thiếu kiến thức đó các bạn. Ừ. Thôi, ông ra chỗ khác đi. Để tôi vẽ. Mình sẽ kiếm một tấm ảnh thật phức tạp để vẽ nè. Cứ thong thả mà lựa chọn đi ha. Còn anh Bạch Tổ Bếp có thể chia sẻ các bước để vẽ áo không hả? Đây, cái bước đầu tiên á là các bạn phải tìm một cái miếng giấy cứng vậy nè. Ừ. Để giữa hai cái lớp áo. Ừ. Đó, để khi mà mình vẽ á thì cái màu này nè nó không bị lem xuống cái lưng áo. Để kiếm tấm ảnh của Uchiha Itachi coi. Mình khoái nhân vật này lắm. Tại sao? Ngầu, chi lớn, đẹp trai. Nhưng mà chết sớm. Chàng Lisa này vừa dễ thương, múa hay, hèn chi fan đông là phải rồi. Để mình coi coi. Tấm ảnh nào giống Lisa đây? Thôi, chỉ có tấm hình này là giống nhất nè. Mình sẽ quyết định vẽ tấm hình này nha. Sao tấm anh nào cũng có vẽ hết vậy ta? Mà đó giờ mình có biết vẽ gì đâu. Li ti
toàn là nhờ người ta vẽ giùm. Mà mình vẽ xấu, nó sẽ cười với bản mặt mình rồi sao? Không được, phải tìm tấm ảnh khác. À, có rồi. Nhìn con gấu, khó vẽ ghê chưa kìa. Đây, bức tranh Lisa mình đã vừa phát quả xong. Đó các bạn thấy chưa, mình là fan của Lisa nha. Qua đây coi bạch đầu bếp vẽ gì đây. Ủa, mày vẽ nhân vật gì mày? Uchiha Itachi. Quá đỉnh nha, qua bên coi thử chí nó vẽ cái gì. Còn tô màu nữa. Ủa, cái áo đâu rồi? Đây, cái áo nè. Ủa, chưa vẽ mà. Vẽ xong rồi, nè. Gọi gấu đâu á. À. Thằng ơi, dạ ơi, xíu vậy cha. Vẽ chút xíu vậy sao được. Ông qua bên đây ông nhìn người ta vẽ nè. Nhìn kìa, cái hình ta bự bành kia kìa, ông thấy chưa? Đâu mà bự đẹp vậy? Đâu có ông đâu. Tôi bên này nè. Đâu đó? Tôi fan Blackpink nha, tôi vẽ Lisa nha. Đẹp vậy? À, ông thấy chanh ta vẽ chưa? Không ổn rồi, chắc phải nâng cấp con gấu này bự hơn thôi. Tưởng vẽ con gấu vậy là xong rồi. Ai dè, hai đứa nó vẽ quá đẹp, quá bự rồi. Phải vẽ lại thôi các bạn ơi. Bức tranh nào cũng vậy, lớp dưới cùng là mình sẽ vẽ trước. Ở đây cái mặt nó là dưới cùng nè, cho nên sẽ tô cái mặt trước nha. Khi nào mà tô xong hết cái bức tranh này á, thì mình sẽ sử dụng cây bút Shade Marker này nè, để vẽ cái viền cho nó. Mình đã hoàn thành cái bức tranh Uchiha Itachi rồi nè. Các bạn thấy có đẹp chưa? Bây giờ mở cái kẹp, lấy tấm bìa cứng ra, đem phơi chút xíu là nó khô à. Trời ơi, nó lem tùm lum hết trơn nè. Hồi nãy mà không lót tấm bìa cứng này là nó dính ra cái lưng áo luôn rồi. Các bạn coi vậy á, chứ nó không có dễ vẽ đâu nha. Phơi chừng chút xíu là đem lên mặt được rồi. À. Rồi. Đẹp quá, thôi giờ qua coi thằng Vinh coi nó vẽ tới đâu nè. Rồi tao vừa xong luôn. Tiếp theo là giả mạo chữ ký của Lisa. Ở đây ký ở góc bên này đi. Chà, chữ ký Lisa đẹp dữ trời. Mình là fan của Lisa nha các bạn. Phải cần cái áo ra mới được. Đó. Blackpink thế là sao? Mang Vinh ơi, mai mốt mày xài màu á, tiết kiệm chút xíu đi, dư nhóc hết trơn đây nè mày ơi. Trời ơi, làm nghệ thuật mà tiết kiệm màu, dư thì bỏ, không có gì hết. Thằng nào vừa cho tao vậy? Tao không nói thằng Vinh chọi mày đâu. Thôi lỡ thôi, thông cảm đi. Mà cái bức tranh này làm vẽ xong chưa? Xong rồi. Sao? Ôi, sao kỳ vậy? Kỳ gì? Nghệ thuật là ở chỗ đó chứ kỳ gì. Đợt, cái mặt con gấu như bị sưng gì nè ông nội ơi. Y chang như bị ông đánh sưng gò má gì đại ca. Ôi, đây là phiên bản nâng cấp của một con gấu nhỏ lúc nãy. Ôi, bây giờ thời gian vẫn còn nhiều. Mình sẽ mặc luôn cái áo Lisa mình vừa vẽ cho các bạn xem nha. Đây đây. À, rồi gỡ ra. Mấy cái bút này nè, nó rất là mau khô nha các bạn. Chưa, từ từ gấp cái gì để gài nắp viết lại cái đã. Qua đây tiếp tôi chứ ơi. Vẽ này hoài mất một ngày luôn á các bạn. Chết mồ rồi, bị lem cái áo à trời. Không sao, chút xíu nữa mình sẽ ký cái tên Tony lên trên cái dấu chấm đó, đè nó lên luôn. Mặc vô thử coi. Thông minh mặc vô thử coi đẹp không. Từ từ cởi áo ra cái đã. Ê, coi chừng họa sĩ cũng phải ghen tị với tấm ảnh này nha. Đấy,
vẽ trên áo nó hơi bị lem, bạn khó vẽ lắm. Để tôi mặc cho thử đi chứ. Mở 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 cái nút cả, mở cái nút cả, mở nút cả cái đầu rồi. Rồi ai biểu gì thấy sao? Wow, đẹp dữ à, đẹp dữ. Khoan, nhưng mà mày là đàn ông trai mà cái áo này giống bd quá mày. Yếu nhất hả? Trời trời, không sao, các bạn thấy mình yếu không? Còn nếu mà cảm thấy mình mặc Lisa không hợp thì có thể nữa mình sẽ dành cái áo này tặng cho chị Thảo hay Tiểu Dương gì đó. Rồi tao mày mặc luôn đi bà tô bếp ơi. Đây quên. Trời ơi mày ở trần luôn đi mày ơi, trai chán rồi mày sợ cái gì. Ở trần luôn đi. Rung vô đó. Đâu mặc vô coi. Áo tao vẽ thì tao mặc. Thôi. Con trai là phải dai u thịt bắp nha các bạn. Đó, đẹp chưa, đẹp chưa? Wow, ai xa xa. Đâu để đứng xa xa nhìn cái coi. Mình vẽ áo xong mình phải mặc luôn như vậy nè, nó mới gọi là đẳng cấp các bạn à, thấy không? Đó, cái vải mình cũng không có bị cứng nhiều nè. Đó, thấy chưa? Còn mấy bạn vẽ sơn dầu hoặc là ba cái sơn tường rồi này kia, cái vải nó cứng ngắc hả? À, mà giặt nó bay mảo trơn. Không, thì nói chung là mình làm biết gì lượng. Mình cũng phải đầu tư, mình cũng phải có kiến thức, mình học hỏi. Còn áo này chứ mặc vô. Ôi, mặc vô rồi sao? Ê, mà nhìn tùm lum nè, mà không có nhìn đâu. Cũng đẹp đúng không? Nhưng mà nhìn chung á, tại vì Chí nó đỉnh lắm. Do kiến thức của bọn mình nông cạn cho nên không có hiểu thôi các bạn ạ. Mình phải rất thông minh thì mình nhìn vô đây mình mới hiểu là Chí vẽ con gì. Chứ bây giờ tôi nhìn tôi không hiểu luôn chứ ơi. Rồi, thì video này bọn mình đã hoàn thành theo ý tưởng của các bạn, đó là vẽ áo. Cứ thấy các bạn lên comment là Anthony ơi, vẽ áo. Mà 10 cái comment là hết 9 cái comment kêu là Anthony thực hiện vẽ áo. Thì trong video này bọn mình đã hoàn thành rồi đấy. Thì bây giờ các bạn còn chờ gì nữa mà không đăng ký kênh, bấm like và bấm chuông để ủng hộ ba anh em mình nha. Bye bye và hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo.